Thế là mọi người dạo gần đây khi mà mình lướt youtube ấy, thì vô tình mình xem được một cái video đến từ một cân truyền thông khá là lớn trong cộng đồng công nghệ tại việt nam và cân video này có đăng tải là vì sao chúng ta không nên mua iphone 14 pro thì ngay ở giữa phần comment của video này ấy, có rất nhiều cái ý kiến cho rằng là những gì mà bạn chia sẻ trong video đó là hơi cảm tính và cá nhân quá Chứ thực tế thì iphone 14 pro hay là 14 pro max nó không có quá tệ như vậy và bản thân mình cũng đồng ý quan điểm với những người comment trên Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm với mọi người về những cái nhận định của cá nhân cũng như là cái quan điểm của bản thân mình về việc là các bạn có nên mua iPhone 14 Pro hay không Bởi vì dù sao đi chăng nữa thì mình cũng là một trong số những người khá là may mắn Được trải nghiệm iPhone 14 Pro Max với những cái đặc điểm cũng tương tự như là iPhone 14 Pro mà thôi Nào, thôi, Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào để phân tích cũng như là mổ sẽ xem là vì sao chúng ta nên mua iPhone 14 Pro dựa trên những cái ý ở trong cái video mà mình vừa mới nhắc ở phía trên nhé. Đầu tiên thì ở trong cái video đó mình xem được thì Andy có nói là iPhone 14 sẽ là dòng sản phẩm cuối của một cái chu kỳ thiết kế Điều này nghe chừng khá là hợp lý khi mà các dòng sản phẩm trước đây của hãng ấy cứ khoảng tầm 3 đời là sẽ thay đổi thiết kế một lần Và theo như cá nhân mình nghĩ nhá Thực tế iPhone 15 series sẽ không có quá nhiều sự thay đổi trong thiết kế đâu Bởi vì sao? Thứ nhất là cái thiết kế của điện thoại hiện tại đang bão hòa có nghĩa là các bạn có thể nhìn xem các thương hiệu khác này từ Samsung cho đến Apple các thứ họ vẫn đang cố gắng duy trì một phong cách thiết kế và cải thiện dần dần nó sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng hơn là làm mới một cách hoàn toàn trừ Samsung kiểu họ phải tạo ra một dòng đặc biệt để thu hút khách hàng đó chính là dòng Flow và chỉ khi nào mà iPhone thực sự ra cái dòng mà iPhone nắp gập ấy thì mới thật sự là một cái bước ngoặt lớn giống như kiểu từ thời ngày xưa là từ iPhone 8 đến iPhone 10 ấy chứ còn thay đổi mà kiểu 100% trong thiết kế thì mình nghĩ sẽ là không. Mà theo cá nhân mình nghĩ cũng như là những cái tin đồn mà các báo lớn từ trong nước cũng như là ngoài nước dạo gần đây đã đưa tin thì iPhone 15 series ngoại hình gần như sẽ không có quá nhiều sự thay đổi. Có nghĩa là cái phần khung của nó sẽ không có nhiều sự biến đổi so với 14 series. Mà theo cá nhân mình nghĩ cái sự thay đổi lớn nó sẽ nằm ở mặt trước khi mà Dynamic Island Họ sẽ cố gắng tiết giảm nó lại thay vì để thành một cái hình kiểu viên thuốc quá to như phía trước, cũng như là cụm camera phía sau, mình nghĩ là họ sẽ bỏ hẳn cái phần nền phía dưới luôn mà chỉ để lại cái phần camera mà thôi. Bởi vì là cái cụm camera phía sau của iPhone 15 ấy, dự đoán sẽ có một cái phần cảm biến to hơn để áp dụng cho một cái chế độ chụp mới, đó chính là chế độ chụp mà kiểu vệ tinh ấy, có nghĩa là khi mà nó zoom chụp mặt trăng này hay là các thứ thì nó sẽ zoom xa hơn và điều này mình nghĩ là đã được củng cố từ cái thời camera của iPhone 14 rồi khi mà Apple cố gắng tăng cái tiêu chuẩn của cái độ phân giải lên từ 12 megapixel lên 48 megapixel. Bên cạnh đó, một cái điểm mà mình nói chắc chắn là cái sự thiết kế nó sẽ ít thay đổi đó chính là các bạn có thể nhìn sang cái dòng Apple Watch ấy. Apple Watch từ series 4 cho đến series 8 luôn gần như là không có quá nhiều sự thay đổi trong thiết kế. Họ chỉ thay đổi thiết kế ở một dòng hoàn toàn mới đó chính là Apple Watch Ultra. Và như mình đã nói ở trên thì chỉ khi nào mà Apple họ thật sự ra một cái dòng hoàn toàn mới là dòng iPhone Flow chẳng hạn Thì đó mới là một sự gọi là thay đổi cách mạng liên quan đến thiết kế của iPhone Chứ còn các bạn mong là cái dòng Series nó sẽ thay đổi thì thực tế nó sẽ không thay đổi quá nhiều đâu Một cái điểm thay đổi mà đáng chú ý và được nhiều lời đồn gần đây ấy, đó chính là cổng Lightning sẽ được thay thế hoàn toàn bằng cổng Type-C Và đây là cái điểm mà mình hoàn toàn đồng ý với cái ăn này ở trong cái video trên Bởi vì... Cổng Thai Si sẽ là một cái sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn khi mà giờ đây các nước châu Âu đã xác nhận cái đạo luật là bắt buộc iPhone hay là tất cả các thiết bị khác đều phải chuyển sang cổng Thai Si. Nhưng nói đó có phải là một cái điểm để các bạn chờ iPhone 15 mà không mua iPhone 14 Pro không thì mình lại không nghĩ là như thế. Bởi vì thực tế nha các bạn đang dùng cổng Lightning thì vẫn có thể cứ vậy mà dùng thôi, chứ còn khi nào chuyển sang cổng Type C thì nó chỉ tiện khi mà các bạn thật sự là muốn dùng một cọng dây duy nhất cho tất cả các thiết bị. Còn nếu như mà các bạn muốn chờ để chuyển bởi vì cổng Type C sẽ có một cái tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn ấy thì mình nghĩ thì không nên. Bởi vì dù sao đi chăng nữa nếu như các bạn đang ở trong hệ sinh thái của Apple thì các việc mà truyền dữ liệu nó không chỉ được đơn thuần là thông qua dây cáp nữa mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng AirDrop nó cũng nhanh hơn rất là nhiều đó cũng là lý do vì sao mà Apple họ hoàn toàn cố chấp không chuyển cái cổng Lightning sang cổng Type-C si ở trong những năm gần đây bởi vì hệ sinh thái của họ đang làm rất tốt cái điều đó và đó là những cái điểm mà mình muốn phân tích đắn vào cái việc là có nên chờ iPhone 15 hay không khi mà người ta bảo là iPhone 14 đang ở vòng cuối của chu kỳ thiết kế Cái điểm thứ hai mà mình thấy ăn này chê ở trên iPhone 14 đó chính là cái phần màn hình Đầu tiên là cái phần màn hình với độ sáng là 2000 nit Thì anh này bảo là nó không có quá nhiều tác dụng và là một cái tính năng mà không nhiều người sử dụng thường xuyên cái này mình đồng ý Bởi vì nó đi cũng cần phải nói lại thì chúng ta sẽ sử dụng điện thoại ở trong môi trường trong nhà nhiều hơn Hoặc là ở văn phòng nhiều hơn Chứ ít khi nào mà chúng ta sử dụng điện thoại ở ngoài trời mà 24 24 lắm Vậy nên rõ ràng là cái độ sáng 2000 nit so với 1000 nit ở trên 13 nó sẽ không có quá nhiều sự khác biệt đúng không Tuy nhiên các bạn cần phải biết một điều là điện thoại nó sẽ càng ngày hướng đến cái sự hoàn thiện nhiều hơn ở trong nhiều cái hoàn cảnh sử dụng tức có nghĩa là ví dụ như các bạn sử dụng một cái điện thoại 1000 lít các bạn sử dụng ở trong nhà ok vẫn rất sáng vẫn rất là dễ nhìn nhưng trong một trường hợp nào đấy tự nhiên kiểu bạn phải sử dụng ngoài trời xong tự nhiên bạn thấy là ờ một lít nó không đáp ứng được cái nhu cầu hiển thị của bạn thì rõ ràng có phải lúc đấy cái độ sáng hai lít mới thực sự là cái mà các bạn cần lúc đó và nó phát huy tác dụng thật sự không và nó sẽ giảm cái việc khó chịu của bạn trong quá trình sử dụng điện thoại hơn và rõ ràng là khi các bạn nâng cấp một đời mới hơn thì những cái nâng cấp dù là nhỏ nhưng mang lại cái trải nghiệm sử dụng hoàn toàn phù hợp với bản thân thì nó sẽ phải tạo ra cái sự thoải mái hơn rất là nhiều chứ đúng không nên không thể nào nói nó là một cái thừa được mà mình nghĩ nên nói nó là một cái kiểu có sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cái là không có Tiện đang nói về màn hình thì cái thứ hai mà ăn này không hài lòng đó chính là cái phần Dynamic Island Thì thực tế mình cũng đã từng sử dụng Dynamic Island và mình cũng có một cái cảm giác khá là tương tự với cả cái ăn ở trong video này luôn Có nghĩa là ban đầu mình rất là thích nhưng dùng về sau thì sẽ có nhiều vấn đề ở cái Dynamic Island này Tức là nó sẽ gây sự mất tập trung trong quá trình sử dụng Cái này thì mình hoàn toàn đồng ý nhưng về cái mức độ phiền phức ấy, thì nó không khác gì với so với dòng 13 cả tôi có nghĩa là dù bạn sử dụng tai thỏ hay là Dynamic Alan nó đều chiếm không gian như thế, trong cả việc xem phim này nghe nhạc hay là sử dụng giải trí, lướt web các thứ nó đều chiếm diện tích như vậy và nó đều khó chịu như nhau cả. Nhưng Dynamic Island trên 14 Pro nó có một tác dụng khác nữa là nó tăng cái khả năng đa nhiệm hơn rất là nhiều Tức là các bạn có thể chuyển qua lại giữa các ứng dụng trên đó cũng như là nó sẽ hỗ trợ ngày càng nhiều hơn những ứng dụng về sau Và một cái ví dụ mà anh này đưa ra đó chính là anh này nghe nhạc xong mà anh này để lên và nó cũng lúc nào cũng hiển thị cái điều album này xong rồi hiển thị cái equalizer kiểu nhảy nhảy nhảy, nhảy và ăn đầy cảm thấy phiền và anh này thậm chí còn bảo là việc mà chuyển bài hát ấy thay vì bấm vào dynamic island đó xong rồi chuyển nó sẽ mất thời gian hơn là so với việc là kéo cái than control center xuống đúng không? Theo cá nhân mình thì không lại không không nghĩ như vậy cho lắm nhá. Bởi vì khi mà các bạn kéo control center xuống thì nó sẽ che toàn bộ cái phần màn hình. Còn với Dynamic Island thì các bạn chỉ cần chạm đó, các bạn chuyển bài và những cái nội dung mà các bạn đang xem ở dưới nó sẽ hoàn toàn không bị che và nó tiện hơn rất là nhiều đặc biệt là những ai mà sử dụng cùng một lúc hai ba ứng dụng thì dynamic lần này nó sẽ giúp bạn kiểm soát những ứng dụng đó có thể chuyển qua lại nó nhanh hơn tiện hơn rất là nhiều so với cái việc là trước đây tai thỏ gần như là vô dụng và nó chỉ chiếm một cái không gian ở đấy mà mình không thể làm được gì khác cả trong tương lai thì mình nghĩ là Apple sẽ càng ngày càng tối ưu cũng như là nhiều cái trải nghiệm hơn trên Dynamic Island bởi vì khi Apple mà đã đưa một cái gì mới lên ấy thì chắc chắn là họ sẽ phải giữ nó trong vòng vòng đời từ 3 đến 4 năm nữa chứ họ sẽ không khai tử sớm đâu. Nên là những ai mà thực sự chơi Dynamic Island thì các bạn chỉ có một sự lựa chọn là sử dụng lại máy cũ như kiểu là 12, 13 hoặc là 11 mà thôi chứ chẳng lẽ bây giờ Dynamic Island nó vẫn giữ nguyên ở dòng 15 16 thì các bạn cũng không lựa chọn à, đúng không? Nó sẽ rất là vô lý ở cái khoản đấy. Về cái phần camera ấy, thì anh ấy cũng nói là camera của 14 Pro không có quá nhiều nâng cấp cũng như là thay đổi so với camera của 13 Pro. Điều này được chứng minh thông qua những hình ảnh chụp của cả hai camera thì 14 Pro nó chỉ sáng hơn một xíu hay là khi các bạn chụp cả macro ấy thì 14 Pro nó chỉ cho thêm một vài cái chi tiết mà thôi chứ nó không có quá kiểu là vượt trội như là kiểu từ iPhone 8 đến iPhone 10. Và thật sự nhá, mình nghĩ các bạn cần phải suy xét lại lịch sử hình thành camera của iPhone bởi vì họ đã sử dụng cảm biến camera 12 megapixel từ đời iPhone 6s cho đến tận iPhone 13 Pro Max và rõ ràng là cái khả năng chụp hình đã được đáp ứng rất tốt từ cái đời 11, 12 và 13 đều cho ra những bức hình mà khi các bạn chụp phổ thông nó đều hoàn toàn đẹp, đều hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều người và camera 48 megapixel của 14 Pro Max hay là 14 Pro nó sẽ đáp ứng cho một nhóm người dùng muốn cái sự chuyên nghiệp hơn và muốn cái sự can thiệp chỉnh sửa nhiều hơn. Đó cũng là mục đích hướng đến của rất là nhiều các thương hiệu điện thoại hiện nay bởi vì camera của điện thoại gần như đang ở cái mức bão hòa rồi và cái công nghệ hiện tại không thể nào giúp cho cái chất lượng hình ảnh nó cao hơn được nữa. Các bạn có thể nhìn xem những cái thương hiệu khác này như Samsung có 108 megapixel hay là Xiaomi có cảm biến là 200 megapixel. Cái chất lượng hình ảnh nó cũng không có quá nhiều sự khác biệt so với camera của 14 Pro Vậy thì các bạn còn đòi hỏi gì hơn nữa nào? Vậy nên với những ai mà sử dụng chuyên nghiệp ấy, thì camera của 14 Pro với những hình ảnh mà cho ra hoàn toàn giúp cho bạn có thể đáp ứng được cái khả năng chụp nó đẹp này rồi can thiệp sâu hơn này rồi các bạn có thể tiên triển các thứ nhiều hơn nữa về khả năng quay video thì không cần phải nói nhiều rồi ai này cũng đồng ý là camera của 14 Pro lẫn 14 Pro Max cho những cái thước phim quay 4K cinematic vô cùng hợp lý cũng như là cái chế độ action mode sẽ cực kỳ phù hợp với những ai thường xuyên quay phim như kiểu là quay vlog này hoặc là quay đi chơi các thứ này sẽ rất là hợp lý với những gì mà camera 14 Pro Max mang lại cho người dùng ở trong phân khúc mức giá trên Cái phần tiếp theo nữa mà mình muốn nói đến đó chính là cái phần hiệu năng Thì ăn này có nói là con chip A16 rất mặn nhưng con chip A15 vẫn còn ngon chán Điều này mình hoàn toàn đồng ý luôn Bởi vì không phải ngẫu nhiên mà Apple họ chỉ trang bị con chip A16 cho dòng Pro và dòng Pro Max còn những dòng như là 14 thường hay là 14 Plus vẫn sử dụng lại con chip A15 Nhưng chúng ta không nên chỉ xét ở trong yếu tố hiệu năng Bởi vì rõ ràng là hiệu năng của các con chip gần đây trong thời gian kiểu 2 đến 3 năm gần đây Nó gần như không còn quá quan trọng nữa và người dùng cũng không kiểu quan tâm nhiều về hiệu năng ở trên điện thoại nữa Vì con chip nào nó cũng đáp ứng tốt cái nhu cầu sử dụng cả Thậm chí là có thể sử dụng từ 2 đến 3 năm mà không cần phải lo lắng về việc giật hay là lag trong quá trình sử dụng Tuy nhiên, chúng ta cần phải suy xét nhiều yếu tố hơn khi mà con chip A16 nó được xây dựng ở trên tiến triển 4 nanomet, từ đó sẽ giúp tiết kiệm pin hơn rất là nhiều so với con chip A15. Bên cạnh đó thì con chip A16 này cũng có thêm những cái nhân để hỗ trợ cho việc khả năng xử lý đồ họa nó tốt hơn. Đó là lý do vì sao mà chỉ có dòng 14 Pro lẫn 14 Pro Max có tính năng on way on display điều mà iPhone 13 Pro hay là 13 Pro Max không có mặc dù đều sử dụng công nghệ màn hình giống nhau nha, đều sử dụng tần số quét 120 Hz nha, nhưng chỉ khi mà bạn được trang bị con chiếc A16 thì mới có những cái tính năng đó và cái tính năng này thì mình lại được thấy anh này khen khá là nhiều ở trong video nhưng anh lại lại bỏ qua là việc nó phải có chiếc A16 thì mới có tính năng này và hơn nữa theo mình nghĩ khi các bạn đã sử dụng một máy mới thì con chip mạnh hơn mặc dù nó không đáng kể nó vẫn tốt mà đúng không thay vì đó chỉ khi nào mà Apple bảo là ở bây giờ 14 Pro vừa mắc tôi vẫn sử dụng A15 thì lúc đấy chúng ta ý kiến mới là hợp lý nhưng A16 thì mình nghĩ đây là lý do vì sao mà các bạn nên mua 14 Pro và 14 rồi mắc chứ không phải là một lý do để không nên mua đâu nha. Ok, dựa trên những gì mà mình vừa mới nói ở trên thì mình sẽ chỉ đưa ra một vài cái nhận định cũng như là thêm thắt ý của mình vào cho cái video của anh kia là nếu như mà mọi người đang sử dụng iPhone 13 Pro hoặc là 13 Pro Max ấy thì rõ ràng đúng 14 Pro lẫn 14 Pro Max không có nhiều lý do để cho các bạn nâng cấp nhưng với những ai mà đang sử dụng những dòng thấp hơn hoặc là đang sử dụng một máy điện thoại Android mà đang muốn chuyển qua sử dụng điện thoại của iPhone ấy thì rõ ràng việc mua iPhone 14 Pro hay là 14 Pro Max đều vô cùng xứng đáng ở thời điểm này chứ không phải là vì những cái lý do trên mà các bạn không nên mua 14 Pro hay là 14 Pro Max đâu mình thấy những cái lý do đấy nó không có đủ sức thuyết phục bản thân mình cũng như là nhiều người khác đã comment trong cái video của anh đấy và ở đây là cái video mà mình muốn bày tỏ quan điểm cá nhân chứ không phải là một video kiểu tranh luận hay là cãi nhau một một gì đâu nên là các bạn đừng quá căng thẳng về vấn đề đấy bởi vì bản thân mình vẫn rất thích những cái nội dung khác đến từ ăn này lẫn cái kênh YouTube đó mà mình đã xem từ xưa đến nay và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ đến bạn ở trong cái video này và các bạn đừng quên hãy bấm like, share, subscribe channel của mình bấm thêm nút chuông nhỏ nhỏ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình sẽ ra trong tương lai và mình là Đức Độ đến từ Kho Công Nghệ tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.